Nhật sáng thế ký đoạn 29, đoạn Gia-cốp lên đường, đi đến xứ của dân Đông Phương. Người nhìn xem, thấy một cái giếng trong đồng ruộng. Gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn, các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra, cho các bầy uống nước, đoạn lăn đá lại chỗ cũ, đậy trên miệng giếng. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng, hỡi các anh ở đâu đây? Bọn đó đáp rằng, chúng tôi ở Charan đến. Người hỏi, các anh có biết La-ban, con trai Na-cô chăng? Đáp rằng, chúng tôi biết. Lại hỏi, người đó được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng, người đó vẫn được mạnh giỏi. Và này, Ra-chên, con gái người, đương đi đến cùng bầy chiên kia. Người nói, này, trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật. Vậy các anh hãy cho bầy chiên uống nước, rồi thả đi, ăn lại đi. Đáp rằng, chúng tôi làm như vậy chẳng được, phải đợi các bầy chiên hiệp lại đủ hết rồi. Bây giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra, cho bầy uống nước được. Vả đương lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó thì ra trên dắt bầy chiên của cha nàng đến. Vì nàng vốn là người chăn chiên, khi vừa thấy ra trên con gái La-ban, cậu mình, thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng, cho bầy chiên của La-ban, cậu mình uống nước. Gia-cốp hôn ra trên, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe nói Gia-cốp, con trai của em gái mình, thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy ra. La-ban bèn đáp rằng, thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu. Rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Đoạn La-ban nói cùng Gia-cốp rằng, vì có cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Vả La-ban có hai con gái lớn lên, con gái lớn tên là La-a, còn con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt La-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng, vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. La-ban trả lời rằng, thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy Gia-cốp vì Ra-chên phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Kế đó Gia-cốp nói cùng La-ban rằng, hẹn tôi đã mãn rồi, đâu xin cậu, hãy giao vợ tôi lại, đặng tôi đến gần cùng nàng. La-ban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc, đến chiều tối, bắt Lê-a, con gái mình rồi đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. La-ban lại cắt con đòi mình sinh ba theo hầu Lê-a, con gái mình. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng, cậu đãi tôi cách chi vậy, có phải vì ra trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lại lừa gạt tôi? La-ban đáp rằng, phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị gả sau, hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Gia-cốp theo lời, ở cùng La-a trọn một tuần, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình cho chàng, và các con đòi Bi-la theo hầu Ra-chên con gái mình. Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn La-a, vậy người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. Đức Giê-hô-va thấy La-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. La-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tên là Ru-ben, vì nói rằng Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi, bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, đặt tên Simeon, thì vì nói rằng Đức Giê-hô-va có nghe tiếng tôi bị ghét nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, nàng rằng lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi vì tôi đã sanh cho người ba con trai, bởi cớ đó đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai và nói rằng lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa. Đoạn nàng thôi thai nghén. Thank you. Chúng ta đã tiến đến đoạn 29 của sách Sáng Thế Ký. Đây là một đoạn kinh thánh khá là thú vị. Nếu mà chúng ta không đọc, không học những cái đoạn kinh thánh trước ấy, thì chúng ta có thể sẽ không hiểu hết được những gì diễn ra ở đây. Những anh chị em nào mà chưa nghe những cái bài phân tích của tôi từ những cái đoạn trước đây, anh chị em có thể lên trên YouTube để nghe lại. Câu số 1, Gia-cốp lên đường đi đến xứ của dân Đông Phương. Tại sao lại có một cái hành trình này?
Đây không phải chỉ đơn giản là hành trình tìm vợ nhé, vừa là hành trình tìm vợ nhưng đồng thời là cái hành trình chạy trốn khỏi anh trai mình ấy. Sau khi anh trai đã thề sẽ giết em ấy, là Jacob đi tìm chỗ để mà lánh nạn, thì bà mẹ mới chỉ cho cái chỗ đó là chạy đến nhà của họ hàng ở tại xứ Canh Đê, và đồng thời tại nơi này thì cũng tìm một người vợ. Cho nên cái tâm thế của Jacob lúc này nó không phải là một cái tâm thế giống như là những cái người bình thường đi về thăm quê đâu. Trên đường đi thì ông có gặp gỡ Chúa hiện đến trong cái giấc mơ khi ông nằm ở tại cái tảng đá đó, và ông thấy cái hình ảnh là có cái thang rồi thiên sứ đi lên trên xuống, và điều đó làm cho ông an lòng hơn khi mà trên cái đường đi đến xứ Đông Phương này. Tôi chiếu cái hình ảnh bản đồ một chút để anh chị em xem. Chúng ta mường tượng được xứ Đông Phương ở đây là đâu. Mọi người có nhìn rõ không? Abraham từ cái xứ Ur thuộc về Canh Đê đây, vùng Babylon này. Đó. Rồi ông đi dọc lên theo cái lưu vực của cái dòng sông này. Thì có hai cái dòng sông chính chảy qua khu vực này, đó là sông Euphrates và sông Tigris. Ai đọc Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 3 thì chúng ta thấy có mô tả về hai dòng sông này chạy ra từ Eden đấy. Đó thì ông đi lên hướng về Charan, do đó thì đi xuống tiếp dọc theo cái vùng biển này và đi đến cái xứ Hứa vùng Canaan. Thì đến đời con của ông là Isaac thì cũng đi trở về Canh Đê để tìm vợ, và đến đời cháu của ông cũng đi trở về Canh Đê tìm vợ. Chúng ta quay trở lại Sáng Thế Ký đoạn thứ 21 câu 2 này. Người nhìn xem thấy một cái giếng ở trong đồng ruộng, gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này vốn là chốn người ta cho bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn, các bầy chiên đều hiệp lại tại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho các bầy uống nước, đoạn lăn đá lại chỗ cũ đậy trên miệng giếng. Jacob hỏi mấy tay chăn chiên rằng: hỡi các anh ở đâu đến? Bọn đó đáp rằng: chúng tôi ở Charan. Nơi đầu tiên mà Jacob tìm đến là đâu anh chị em? Trong cái địa danh vùng ở quê đó nó rất lớn, thì cụ thể là nơi nào ông tìm đến? Mọi người có thể bật micro để tương tác với tôi chút. Ông đến nơi nào đầu tiên ạ? Có phải là giếng nước không ạ? Rồi câu hỏi kế tiếp nhé, tại sao ông lại đến giếng nước? Cũng giống như Chúa Giêsu đấy, trong cái câu chuyện người đàn bà tà dâm ấy, thì Chúa Giêsu cũng đến giếng nước và tìm được người đàn bà để cứu người đàn bà đó. Tại sao Jacob lại tìm đến giếng nước? Có phải là đó là cái nước là cái nơi mà có thể cung cấp cái uống á, cho súc vật và cho người á? Đúng rồi, thì nước dạ, nước là nơi cung cấp cho người và cho vật tới. Nhưng mà tại sao không tìm đến chỗ khác mà lại tìm đến cái chỗ cái giếng nước này? Dạ. Vì nơi đó là người phụ nữ thường là họ ra đó để múc nước đem về cho cả gia đình của mình đó một số. Chúng ta đọc cái phần cuối, không phải phần cuối mà trong cái diễn tiến câu chuyện này, có xuất hiện của nam giới hay không hay chỉ nữ giới? Mọi người nhìn nhé, nhìn lại đi xem là có nam giới hay không. Ở đây có nói đến này, bọn chăn chiên đến, như vậy bọn chăn chiên đến chỗ giếng nước này để làm gì? Để lấy nước cho chiên uống đây. Nhưng mà họ là nam nữ hay nữ nhỉ? Dạ, thường là nam, nhưng mà trong đoạn này có nói đến ra trên cũng là một người chăn chiên và là nữ giới. Như vậy để chăn chiên không nhất thiết phải là nam mà là nữ nữa. Thường thường trong tâm trí chúng ta hay nghĩ cái công việc đấy là dành cho nam, bởi vì cứ định kiến trong qua các cái hình vẽ đấy. Qua các hình vẽ, đặc biệt là cái hình vẽ về ngày Chúa Giáng sinh ấy, thì chỉ có nam giới là người chăn chiên thôi. Nhưng mà đây chúng ta thấy xuất hiện là hình ảnh cái nhân vật nữ là Rachel cũng là người chăn chiên. Như vậy không phải chỉ dành cho nam mà thậm chí nữ cũng làm công tác này. Vậy là nữ tiếp cận với giếng nước và nam cũng tiếp cận với giếng nước. Vậy giếng nước là cái nơi tập trung của mọi người đến nơi đó. Như tôi đã chia sẻ rồi, cái vùng đất ở xứ sở Trung Đông nó không giống như ở Việt Nam chúng ta đâu. Việt Nam cái lượng mưa rất nhiều, cho nên đào ở bất cứ chỗ nào thì có thể đều tìm được nước hết. Nhưng mà ở cái vùng đất này ấy, tìm được giếng nước thì coi như là có thể là sẽ phải đào rất nhiều chỗ mới tìm được giếng, mới nguồn nước, tìm được nguồn nước. Và
Khi tìm được cái nguồn nước rồi thì nó là cái trung tâm tập trung của cả cái khu vực đó. Nhưng và cái khu vực lân cận họ sẽ tìm đến đấy để múc nước cho sinh hoạt hàng ngày và đồng thời là cho cái việc chăm sóc chiên gia súc. Câu số 5, người hỏi đấy, tức là Jacob hỏi đấy, các anh có biết Laban con trai của Naco chăng? Đáp rằng chúng tôi biết, lại hỏi rằng người đó có được mạnh giỏi chăng? Người nói người đó vẫn được mạnh giỏi và này ra trên con gái người cùng đang đến cùng với bầy chiên. Quý vị sẽ suy nghĩ một tí nhé. Tôi muốn chúng ta liên hệ ở đây để thấy rằng là không có chữ Chúa nhưng mà lại có bàn tay của Chúa ở trong đây. Thế làm sao Jacob lại đến vào đúng cái giờ mà ra trên xuất hiện vậy? Có phải Jacob đang đi tìm một người vợ không? Mà Chúa đã sắp đặt rằng là sẽ lấy ra trên, sẽ lấy con của Laban là cậu của mình. Nhưng mà rất là kỳ diệu, đây là không có một chữ Chúa nào được ghi ở trong đây nhưng mà lại có bàn tay sắp đặt của Chúa là Rachel xuất hiện vào đúng cái giờ mà Jacob đến ở đó. Thì chúng ta có thấy cái sự can thiệp thiên thượng rất là kỳ diệu không ạ? Là có một cái gì đó mà bản thân Jacob cũng nhận diện diệt ra. Vậy trong suốt một cái hành trình đi từ nhà cho đến Bethel, rồi từ Bethel cho đến cái xứ sở quê nhà của mình ấy, thì có rất là nhiều câu hỏi ông đã đặt ra trong đầu của mình. Ai là người mình sẽ gặp đầu tiên này? Liệu như là mình có gặp được nhà cậu của mình hay không? Rồi cậu của mình có tiếp đón mình hay không này? Rồi có tìm được cái người vợ theo như là điều bố mẹ mình mong muốn hay không? Rồi ông suy ngẫm về Chúa, suy ngẫm về cả một cái hành trình, bởi vì nó là một cái chặng đường dài. Nó không phải có bằng xe máy, ô tô hay máy bay như bây giờ, mà nó đi bằng cái xe lạc đà, đi bằng lạc đà, con lạc đà đấy, cho nên là cái hành trình nó rất là chậm. Và trong suốt cái hành trình đó thì ông có cái thời gian để suy gẫm lại quá khứ và suy niệm về những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Và chúng ta thấy có một cái sự can thiệp từ nơi Chúa ở đây trên cái hành trình và hôn nhân của Jacob, đó là có sự xuất hiện của Rachel trong sự sắp đặt của Chúa nhé. Câu số 7, người nói này trời hãy còn hãy sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp súc vật, vậy các anh hãy cho bầy chiên uống nước rồi thả đi ăn lại. Đáp rằng chúng tôi làm như vậy chẳng được, phải đợi các bầy chiên hiệp lại đủ hết, bấy giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra và cho bầy chiên uống nước. Rồi đang lúc còn nói chuyện cùng bọn đó thì ra trên dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chát chiên. Anh chị em thấy rằng là cái câu chuyện tìm vợ và gặp được cái người trong gia đình của mình giống như câu chuyện của Isaac là bố của Jacob không ạ? Khi cái người hầu cho Abraham được sai đi ấy, thì cũng đến tìm nơi giếng nước và cuối cùng cũng tìm được nàng. Nhưng mà cái chi tiết thì chúng ta thấy có những cái sự khác biệt, như là cái người hầu đó đã cầu nguyện xin một số những cái dấu hiệu và nó xảy ra đúng y như cái dấu hiệu đó. Còn trong trường hợp này ấy, thì không có ghi lại là Jacob có xin cái dấu hiệu gì hay không. Nhưng chúng ta biết rằng là Chúa vẫn đồng hành trên cái hành trình đi tìm vợ của Jacob. Thì đây cũng là một cái mà chúng ta suy nghĩ nhé. Có nhiều người cũng đặt ra những câu hỏi thắc mắc, thì chúng ta là người sống ở trong thời kỳ Tân Ước thì chúng ta có xin những cái dấu hiệu giống như là người đầy tớ của Abraham hay là giống như là Gideon xin những dấu hiệu để nhận biết ý Chúa hay không, trong khi chúng ta đã có Thánh Linh ở bên trong lòng rồi. Thì Kinh Thánh không có một cái câu trả lời nhất định cho cái việc đó. Anh chị em ạ, Kinh Thánh Tân Ước không có câu trả lời nhất định cho cái việc đó. Thì chúng ta biết rằng là bản thân các sứ đồ cũng có một cái thời điểm ghi lại trong sách Công Vụ đó. Đó là khi Judas Iscariot chết ấy, thì họ cần tìm một người để thay thế vào vị trí của Judas Iscariot, thì họ đã xin ý Chúa. Xin ý Chúa bằng cách nào? Họ đã, nó gọi là cái gì trong tiếng Anh, nó gọi là cast lost. Bốc thăm, dạ. Họ đã bốc thăm và thăm chúng nhà Matthew. Thế thì chúng ta nhớ rằng các sứ đồ là người đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ là cũng là những tiên tri của Chúa. Họ vận hành rất là mật thiết đối với Chúa và gần gũi với Chúa, vậy mà họ vẫn xin ý Chúa qua cái việc bốc thăm đấy để nhận biết được ai là người được Chúa chọn lựa để thay thế cho Judas Iscariot.
Nhưng mà đây đó là chúng ta thấy rằng dù chúng ta có nhận biết ý Chúa qua những cái hình thức như vậy hay không ấy, thì chúng ta đều biết rằng Chúa vẫn luôn tể trị trên cuộc đời của những người thuộc về Ngài. Thì có thể là chúng ta sẽ xin Chúa những cái dấu hiệu này, dấu hiệu kia, hay là chúng ta thậm chí không xin Chúa cho dấu hiệu gì đấy. Thì một khi chúng ta đã trình dâng cái hành trình, cái cuộc đời, cái công việc của mình cho Chúa, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ lèo lái những cái sự kiện xảy đến để cho chúng ta thấy rằng bàn tay toàn năng của Thiên Chúa đang dìu dắt và đang lèo lái để cuối cùng để hoàn thành cái mục đích của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và điều này làm cho chúng ta có một sự an tâm, bởi vì trên đường đi là Chúa đã hiện đến với Gia-cốp rồi, và Chúa đã khẳng định rằng là Chúa sẽ đồng hành cùng với Gia-cốp trong cuộc đời của Gia-cốp. Và cái điều đó là quan trọng hơn đấy. Và đây là những chi tiết nhỏ, chúng ta nhớ rằng đoạn 28 là cái đoạn mốc quan trọng, bởi vì lúc đó Chúa hiện đến. Còn đoạn 29 nó chỉ là những chi tiết nhỏ thôi. Mặc dù là trong những cái chi tiết nhỏ ấy, Chúa không có nói rõ là sẽ phải lên làm như thế nào, nhưng mà Chúa vẫn có đồng hành. Đấy, thì điều quan trọng nhất là chúng ta đã có Chúa và có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta rồi. Và Chúa đảm bảo qua Kinh Thánh, qua lời của Ngài là Ngài sẽ không hề lìa, không hề bỏ chúng ta. Ngài luôn luôn đồng hành và dẫn dắt chúng ta rồi. Thế còn từng những cái chi tiết nhỏ như là khi làm công việc này, đầu tư kinh doanh cái này, hay là tìm vợ, tìm chồng, hay là cầu nguyện cho việc học hành của con cái vân vân, thì đấy là những chi tiết nhỏ. Chi tiết nhỏ thì nó nhiều lắm. Vì chúng ta biết chắc chắn một điều rằng trong các cái chi tiết đó thì Chúa vẫn luôn luôn đồng hành chúng ta, là những người có giao ước. Vì Gia-cốp là người có giao ước với Chúa qua Abraham. Chúng ta cũng là người có giao ước qua Chúa Jesus Christ. Cho những người ở trong giao ước thì chắc chắn rằng là Chúa là đấng thiết lập giao ước đó với chúng ta, thì Ngài sẽ đảm bảo cho những người ở trong giao ước được sự dẫn dắt, được sự bảo vệ và chúc phước từ nơi Chúa. Anh chị em xem tiếp này, câu số 10 nhé. Khi vừa thấy Ra-chen con gái của La-ban cậu mình thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy của La-ban cậu mình uống nước. Rồi hôn Ra-chen và cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức là con trai của Rebecca. Cái lúc này thì đã có cái tình cảm lứa đôi chưa? Ra-chen với Gia-cốp, hai người này đã cảm nhận một cái phần nào đó mình thuộc về nhau chưa, hay là cái ngôn từ được mô tả trong Kinh Thánh ở đây nó có gợi ý gì cho chúng ta biết là hai người này có một cái cảm nhận rằng họ thuộc về nhau không ạ? Anh chị em xin mời anh chị em chia sẻ. Nè, có thể giải thích được không ạ? Bởi vì là điều gì mình nói có, điều gì mình nói không? Bởi vì là ví dụ như là một cái trường hợp gặp bình thường thôi á, thì không nhất thiết phải đến cái mức độ cảm động đến mức độ mà hôn rồi cất lên tiếng khóc như vậy. Có thể là mừng rỡ thôi. Nếu như gặp một người anh em bình thường hoặc là người chị em bình thường, giống như gặp họ hàng gặp nhau bình thường thôi, thì lâu không gặp nhau thì cũng không đến cái mức độ mà bật lên tiếng khóc như vậy. Đấy là suy nghĩ của chúng ta nhé. Vì vậy mình đang sống ở trong văn hóa Việt Nam và trong cái thế kỷ này nên mình suy nghĩ như thế. Nhưng mà không phải đâu. Đây là chuyện rất bình thường của cái người Trung Đông, văn hóa Trung Đông. Người Trung Đông cho đến bây giờ họ vẫn như thế. Người Trung Đông là người nổi tiếng về sự hiếu khách. Và việc họ hôn nhau đây không phải hôn môi đâu. Họ hôn bằng má vào má nhau, cả nam và nữ. Bây giờ nó ảnh hưởng của cái tôn giáo Hồi giáo, cho nên là họ không còn tiếp xúc thân mật đối với người nữ giới nữa. Tuy nhiên đối với những người nam giới và cùng giới tính thì họ vẫn thơm hôn nhau vào má. Và đây là cái văn hóa chung của người Hồi giáo, của người Trung Đông. Thậm chí nó còn có những cái văn hóa như là cái người lạ, họ có thể đến nhà của một người khác để ở, mà cái người chủ nhà không được phép hỏi là đến đây để làm gì. Họ được phép ở trong vòng bao nhiêu ngày tôi không nhớ, tôi xem thông tin ở trên mạng. 3 ngày phải không ạ? Dạ. Thì đấy cũng là một cái văn hóa hay của người Trung Đông đấy. Nó đã kéo dài, cái văn hóa này kéo dài từ thời xưa cho đến tận bây giờ. Đấy là cái văn hóa tốt. Xin mời anh chị em nào. Và ở đây thì tôi cũng gợi ý thêm cho anh chị em biết chút nhé. Những người nào không nghe các cái bài giảng của tôi cho về loạt bài của Sáng Thế Ký trong những buổi trước ấy, đó là những câu chuyện xảy ra trong sách Sáng Ký là cái câu chuyện xảy ra ở xã hội cổ đại. Anh chị em nhớ, xã hội cổ đại trước cả thời kỳ luật pháp được hình thành,
Cho nên trong thời kỳ này đấy, mọi người sống theo luật lương tâm chứ không thống theo cái luật pháp của một thể chế nào, hay là luật pháp của Chúa cũng chưa được hình thành. Nên tất cả mọi người sống theo luật lương tâm, thì cái lương tâm nó được hình thành chủ yếu một phần là do Chúa tự nhiên. Khi mà con người được sinh ra, Chúa đã đặt trong con người cái nhận thức về đúng sai. Thứ hai là cái lương tâm được hình thành do cái quá trình phát triển của cái xã hội của họ. Và cái xã hội của họ cho phép cái việc người thân trong gia đình lấy nhau, ngoại trừ anh em ruột nhé. Ngoại trừ anh em ruột thì những người thân trong gia đình họ hàng được phép lấy nhau. Và trong cái xã hội này họ cho phép một người lấy, có thể lấy hai người vợ hoặc là nhiều hơn người vợ trong cùng một gia đình. Hoặc là cái văn hóa đấy, họ sẽ cho phép là người anh mà chết đấy, thì người em được lấy chị dâu của mình. Thì đấy, cái đấy là những cái văn hóa và cái phong tục của cái xã hội Trung Đông nói chung trong cái thời đại đó cho phép. Cho nên ở đây chúng ta không thể nói là như này là phạm tội loạn luân, thì một ông ấy lấy cả hai vợ là đa thê. Nó đúng là đa thê, nhưng mà nó được sự cho phép trong cái xã hội của thời kỳ đó nhé. Bởi vì thời kỳ luật pháp chưa được hình thành thì không có được kể cái điều đó là sai. Cho đến tận thời kỳ của Môi-se, khi luật pháp được hình thành ấy, thì cái việc mà lấy hai vợ mà lấy người thân trong gia đình họ gần như này ấy, là phạm tội. Rồi bây giờ mọi người có thể, ai khác có thể chia sẻ cho tôi suy nghĩ của quý vị là theo quý vị thì bản thân Jacob và Rachel có cảm nhận như là họ đã thuộc về nhau trong cái lần gặp đầu tiên này không? Và có cái dấu hiệu gì cho chúng ta trả lời có hoặc là trả lời không? Nó không giống như câu chuyện của người hầu của Abraham đi tìm vợ cho con trai chủ mình là Isaac. Thì ông có xin một cái dấu rất là rõ, nhưng mà lần này không có nói dấu, không có ghi lại là xin cái dấu gì. Thì có cái câu kinh thánh hay cái ý nào, cái từ nào mà gợi ý chúng ta hiểu rằng là họ nghĩ rằng họ thuộc về nhau hay không? Xin mời anh chị em. Dạ, tôi nghĩ là có ạ. Dạ, có thể chứng minh được cho cái suy nghĩ họ có, khi mà Jacob hôn Rachel rồi có tiếng lên khóc á, thì cái biểu hiện đó cho thấy rằng là họ rất là mừng rỡ, bởi vì là họ xúc động, họ cảm xúc á, họ rất là vui mừng vì là họ đã gặp được nhau. Và trong cái phong tục của họ lúc bấy giờ thì họ thường là về gia đình của người thân mình để mà lập gia đình cùng nhau. Thì như thế là cái dấu hiệu đó cho biết là họ sẽ chọn lựa với những người trong dòng tộc để mà họ kết hôn với nhau. Và cái điều đó là cho thấy cái dấu hiệu, nó nói lên cái dấu hiệu mà họ sẽ thuộc về nhau đó. Dạ, xin cảm ơn. Nó không giống như trường hợp của vợ Isaac. Vợ Isaac thì có dấu hiệu để chúng ta biết rằng là người này đồng ý ngay khi lần gặp đầu tiên. Đó là gì? Khi cái người đầy tớ đó đeo những cái trang sức đấy vào cô gái thì cô gái đồng ý để cho đeo. Thì cái hành động đó cho thấy rằng là cô gái này đồng ý đi theo cái người đầy tớ đó để về làm dâu trong nhà của Abraham. Nhưng mà đây thì nó không có một cái vật lễ vật nào hay là một cái từ nào mà để gợi ý cho chúng ta biết rằng Rebecca hiểu rằng là mình đã gặp được cái người của Chúa sắp đặt để làm chồng là Jacob và để tham gia vào giao ước. Về phía Rebecca thì tôi chưa nhìn thấy có một cái dấu hiệu nào, nhưng mà về phía Jacob ấy thì chúng ta thấy là có dấu hiệu. Là trong thâm tâm ấy thì Jacob biết rằng Rachel là người mà là sẽ lấy làm vợ. Vì thứ nhất là trước khi ra đi đấy thì bản thân Jacob đã được lời nhắc nhở từ nơi mẹ của mình ấy, là phải trở về quê nhà, từ nơi bố mẹ của mình phải trở về quê nhà lấy vợ. Thế cho nên là ngay trong tâm của ông nghĩ rằng kiểu gì sẽ phải lấy vợ là trong họ tộc của mình. Thế cho nên khi gặp Rachel thì đấy là yếu tố đầu tiên khiến cho chúng ta có thể suy luận ra rằng Jacob nhận biết rằng Rachel là người mà mình sẽ lấy làm vợ. Cái hành động thứ hai giúp cho chúng ta đánh giá được cái nhận thức của Jacob, đó là khi Jacob lăn cái gì?
lật cái gì, cái hòn đá che miệng giếng ra để cho những con súc vật của ra trên uống nước. Thì cái hành động đó đã gợi cho chúng ta thêm một cái gạch đầu dòng nữa, để chúng ta thấy rằng là anh chàng này đã dường như là trong thâm tâm là đã nhận biết rằng đây chính là cô gái thuộc về mình rồi. Còn bản thân ra trên thì không biết là anh em nhận thức nào, nhưng mà đối với tôi chưa tìm thấy một cái dấu hiệu nào để cho thấy rằng ra trên thấy rằng là Jacob là người sẽ trở thành chồng của mình. Thì bản thân ra trên gặp Jacob lúc này chỉ trong tình cảm của người họ hàng thôi. Để chúng ta xem tiếp nhé. Nàng Ben chạy về thuật cho cha này. Vừa khi nghe nói Jacob con gái, con trai của em mình, thì Laban chạy đến trước mặt người ôm choàng lấy mà hôn. Chúng ta thấy không? Cái việc ôm hôn khóc trong đấy là một cái phần văn hóa của người Trung Đông. Rồi mới vào nhà, Jacob thuật lại cho Laban các việc đã xảy qua. Laban bèn đáp rằng thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu, rồi Jacob ở một tháng cùng cậu. Trong cái hành trình này thì Jacob có dự định lúc ban đầu là sẽ ở lại nhà cậu bao lâu không anh chị em? Trước khi đến nhà của cậu đấy thì Jacob có định hình là mình sẽ ở trong nhà cậu bao lâu không? Không chưa. Tại sao không? Tại sao có? Thì em nghĩ là chắc là chỉ lấy vợ xong là sẽ về lại chỗ mẹ mình luôn. Thế bạn nghĩ thế nào về cái lời đe dọa của ông anh trai? Ông anh trai là không phải là dọa đâu, mà ông ấy hành động thật đấy. Nếu như trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy, một tháng hoặc là hơn một năm chăng nữa, thì cái cơn giận của Esau đã nguôi chưa? Và chúng ta biết rằng Esau nguôi giận khi nào? Tận cho tới sau 14 năm nhá. Sau 14 năm lúc trở về đó, sau khi lấy hai người vợ chính thức cùng với hai người hầu của hai người vợ này, và đẻ ra những người con cái, lúc đó trở về thì ông ấy sau mới hết cái sự cay đắng và không còn có ý giết em nữa mà. Mọi người suy nghĩ thế nào về điều đó? Thế thì trong đầu của Jacob, Jacob tính toán cái việc gì? Jacob nghĩ rằng là sẽ ở đây một thời gian hay là sẽ ở lâu dài hay như thế nào? Tôi nghĩ là chắc là đầu tiên là nghĩ là lấy được vợ, sau đó thì có thể là ở một thời gian, hoàn cảnh thuận lợi thì ở thêm, nhưng mà sau hoàn cảnh nó cũng không thuận lợi nhưng vẫn có thể ở thêm. Lý do tại sao? Thứ nhất là hoàn cảnh không thuận lợi là quay về nó cũng khó rồi, quay về thì ông anh thì ông ấy nói chung là quá sợ rồi, không thể quay về được. Nhưng mà tiếp tục mà ở tiếp, bởi vì lúc đấy không có tài sản, ông phải theo cái ông bố vợ lừa đảo thế thôi. Ông đi ông nói thì mình phải nghe, một là mới lấy được vợ, bởi vì Jacob là cũng yêu ra trên mà, vì yêu ra trên nên là ông hơi sẵn lòng ông lại phục vụ 7 năm nữa. Nhưng hơn nữa thực ra lúc đấy ông chưa có tài sản gì, nếu như ông đi sang một vùng khác rất có thể khó sinh sống. Tôi nghĩ là có cái lý do như vậy và ông phải chấp nhận. Dạ, xin cảm ơn. Ừ. Vậy chúng ta nhìn luôn luôn, khi chúng ta học Kinh Thánh phải luôn luôn nhớ những gì đã xảy ra thì chúng ta mới hiểu được cái hiện tại. Đây là hành trình này, là hành trình đi một phần là lánh nạn này, một phần là tìm vợ này, nhưng không phải là hành trình mãi mãi. Bởi vì quê nhà không phải là xứ hứa. Vì cái lời dặn dò của ông bố bà mẹ Isaac làm sao? Phải đưa cô gái đó trở về xứ hứa, chứ không phải là tìm vợ rồi ở quê vợ, đúng không ạ? Như vậy là mà Jacob là nắm rõ cái kế hoạch của Chúa, khao khát tham gia kế hoạch của Chúa, thì trong thâm tâm của Jacob chúng ta biết rằng luôn luôn hướng về xứ Canaan, bởi vì đấy là xứ hứa. Jacob nhìn trước được những gì sẽ xảy ra sau này trong cái sự mặc khải từ nơi Chúa, vì Chúa đã cho ông biết rằng dòng dõi sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển mà. Chính Chúa nói điều đó với Jacob mà, chứ không cần phải là nói qua Abraham nữa. Chúa nói với Abraham rồi, Isaac rồi, nhưng mà đến Jacob là người thừa hưởng cái giao ước đó, thì bản thân Jacob cũng được nhận được cái sự xác nhận đó từ nơi Chúa, cho nên lòng của Jacob luôn hướng về xứ Canaan và hướng về những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Cho nên mặc dù lánh nạn ở tại Ai Cập, ở tại canh đê và lấy vợ ở cạnh canh đê, nhưng mà lòng luôn luôn hướng về nơi bố mẹ mình đang sinh sống, vì nơi đó là có sự kêu gọi của Chúa. Từ cái điều này thôi đấy, chúng ta có áp dụng được cái bài học nào, bài học gì cho cái cuộc đời theo Chúa của chúng ta không?
qua đoạn này thì tôi nghĩ là bài học đối với tôi đấy là cái sự nhận biết đó, nhận biết sự kêu gọi của Chúa, và giống như là mình làm mọi cách nhưng mà cuối cùng là mình phải đạt được cái mục đích đó, đạt được đến cái sự kêu gọi đó. Dạ, xin cảm ơn. Mời anh chị em khác. Cho dù chúng ta ở đâu đi nữa thì chúng ta vẫn cần phải hướng lên thiên đàng. Hướng lên thiên đàng. Dạ. Dạ, xin cảm ơn. Xin mời người khác. Tôi nghĩ là một người bước đi trong cái sự dẫn dắt của Chúa có khải tượng thì cái hôn nhân của người đó cũng nằm trong cái khải tượng, nó phù hợp với cái đường lối mà Chúa ngài dẫn dắt, để rồi hướng tới cái khải tượng đó phải được hoàn thành. Dạ, cảm ơn. Anh chị em biết tại sao Chúa lại bảo những cơ đốc nhân là không được lấy người ngoại đạo mà chỉ lấy người trong đạo không ạ? Mọi người thử suy nghĩ ra, tại sao Chúa bảo cơ đốc nhân chỉ được phép lấy người trong đạo, không được lấy người ngoại đạo? À, theo tôi thì nó có cái lý do là thứ nhất là họ thờ thần tượng, họ không cùng thờ Chúa như mình, cái sự dạy dỗ nó khác nhau. Và thứ nhất, cái thứ hai nữa là chính vì thế mà họ là cái dân mà bị diệt, là cái dân bị diệt là trước cái Chúa nói là không được lấy cái người ngoại đạo, là bởi vì là cái dân nó sẽ bị diệt. Nếu mà lấy người sinh sôi này nổi ra thì nó cũng là cái không phải là cái được Chúa ban phước. Dạ, cảm ơn. Đó cũng là những lý do nhưng chưa phải lý do chính yếu, chưa phải là lý do cốt lõi. Đối với chúng ta đó, thì lấy một người vợ hay lấy một người chồng thì đơn giản là hình thành một gia đình, hình thành một gia đình. Và đến một độ tuổi mình cần phải xây dựng gia đình thì mình xây dựng gia đình. Nhưng mà đối với Chúa đấy thì nó còn hơn cả cái việc hình thành một gia đình, sinh con đẻ cái. Mà đó là sự kết nối tâm linh, chứ không phải chỉ kết nối về tâm hồn và thể xác nữa. Kết nối về tâm hồn thể xác là một phần rất quan trọng, nhưng mà điều quan trọng hơn là sự kết nối về tâm linh. Thế làm thế nào để một người có tâm linh được Chúa ngự trị với một người có tâm linh ma quỷ ngự trị có thể kết nối với nhau được? Cho nên khi mà một người nhận biết được là mình có giao ước đối với Chúa đó, thì người đó sẽ kết nối với những người mà có giao ước đối với Chúa. Cho nên cái việc kết hôn ấy nó không còn chỉ đơn giản là có một người vợ, có một người chồng, nhưng mà thực sự là trở thành một về mặt tâm linh đối với người có giao ước đối với Chúa. Chứ cũng tương tự như vậy đối với Jacob ở đây ấy, khác với anh trai của mình là gì? Ông anh trai là ông Esau ấy, ông chỉ nghĩ đơn giản là lấy vợ thôi. Lấy vợ thì cứ cô nào xinh, cô nào tiện thì lấy, thế nên lấy luôn những người Canaan đó xong. Nhưng mà Jacob thì không nhá. Jacob cái vấn đề nó không phải chỉ là lấy một người vợ đâu, mà Jacob là người mà có giao ước, cho nên phải đi theo cái sự chỉ dẫn của bố, rồi được tiếp nối từ ông của mình á, để thiết lập ra dòng dõi có giao ước đấy, để từ đó sinh ra 12 chi phái của Israel. Cho nên tuyệt đối không lấy người Canaan. Chúng ta mở rộng ra để chúng ta áp dụng thêm vào các lĩnh vực khác trong đời sống của chúng ta. Jacob trong hành trình cuộc đời của ông thì có nhiều diễn biến, có nhiều sự kiện xảy ra, nhưng từ khi ông được nhận cái giao ước đó thì ông không bao giờ rời xa khỏi cái giao ước đó. Đến lúc ông gần chết thì ông còn nói với Joseph là tuyệt đối là không được chôn bố ở xứ Ai Cập mà phải chôn bố ở xứ Canaan. Mà quý vị biết không, tại sao phải chôn bố ở xứ Canaan? Để nhắc, để ông sở hữu cái mảnh đất Canaan về đức tin, và nhắc cho con cháu của mình nhớ rằng đấy là đất hứa của Chúa, chứ không phải là đất, cái đất Canaan này nó thánh hơn gì đâu, và là để nhắc cho họ nhớ tới lời hứa của Chúa. Đó, các người mà nhận thức được cái giao ước của Chúa nó sẽ như vậy, sẽ không làm bất cứ cái gì ấy, mà rời xa khỏi cái giao ước của Chúa. Nên có những người khi mà lúc gọi là được nóng cháy cho Chúa thì hứa dâng mình đi phục vụ Chúa, đã hứa dâng mình đi phục vụ Chúa, rồi sau đó đến một thời gian thì vì lấy vợ lấy chồng mà Tin Lành thì không giống như là linh mục Công giáo. Linh mục Công giáo thì sống độc thân trọn đời, cho nên là nhẹ nhàng lắm, cơm ăn áo mặc không cần phải lo, giáo dân họ lo hết rồi, không phải lo cái việc đấy, nhà ở cũng không phải lo. Nhưng mà ông Tin Lành thì khác lắm. Ông Tin Lành thì vẫn lấy vợ lấy chồng, vẫn đẻ con là cái, cho nên cái nhu cầu cuộc sống nó nhiều lắm. Nên, nhưng mà lúc đầu lúc anh độc thân ấy, thì là anh hứa dâng cuộc đời phục vụ Chúa. Chúa không cấm anh việc lấy vợ lấy chồng, nhưng mà vấn đề là khi mà anh lấy vợ lấy chồng rồi đấy, anh có còn giữ cái sự cam kết hay không, hay là vì có những cái nhu cầu cuộc sống này, nào là phải thêm tiền để cho con đi học thêm, rồi đủ các thứ, rồi phải có nhà cửa nữa, đủ các thứ lung tung nữa, nó làm cho người đó có thể quên mất đi cái sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời của mình.
Và cuối cùng thì chỉ đưa ra cái biện luận là thôi bây giờ phục vụ Chúa bằng cách là thôi làm để dâng hiến, kiếm tiền để cho người khác đi phục vụ. Và đó là một cái sự chối chữa cho cái lời cam kết ban đầu của mình đối với Chúa là dâng mình đi phục vụ Chúa. Nên cái người mà thuộc linh thực sự ấy luôn luôn tập trung vào cái chính và không bao giờ để cho những cái phụ nó làm sao nhãng cái cuộc đời đi theo Chúa, phục vụ Chúa của người đó. Đó là những cái diễn giải cho những cái bài học mà chúng ta có thể học được từ cái điều tôi phân tích liên quan tới Jacob ở đây. Chúng ta xem tiếp nhé. Câu 15 này. Laban nói cùng với Jacob, vì cớ cháu là bà con của cậu, ân cháu giúp không công cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Và Laban có hai con gái, con lớn tên là Lea và con nhỏ tên là Rachel. Mắt Lea yếu, còn Rachel hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Jacob yêu Rachel nên nói rằng, vì cớ nàng Rachel con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. Câu 19, Laban trả lời rằng, tha cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu vậy Jacob, vì Rachel phải giúp việc trong 7 năm. Nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Thì anh chị em sẽ thấy rằng là Kinh Thánh nói nên những cái bình thường của con người. Về mặt tự nhiên thì người ta sẽ được thu hút bởi về cái mặt ngoại hình. Tức là ông này có hai cô con gái, đáng đúng ra đấy, theo phong tục là cô gái đầu là phải đi trước. Và Jacob đến đây, ở Jacob biết việc này nhá, chúng ta nhớ nhé. Jacob biết truyền thống của người quê nhà của mình, vì họ cùng là người Trung Đông mà, và Jacob cũng là gốc gác ở đây, cho nên là họ biết cái truyền thống là phải lấy cô chị trước. Nhưng rất tiếc là vì cô này không có hình dung, không có đẹp đẽ, cho nên là không thương yêu cô, mà thương yêu cô em. Thì đây cũng là một cái tự nhiên chúng ta thấy là người Việt chúng ta có câu nói rằng là con đàn ông thì yêu bằng gì ạ? Bằng mắt, phụ nữ thì yêu bằng tai ấy. Là đàn ông là rất thích gái xinh, nhìn thấy gái xinh, một đàn ông có thể yêu thích nhiều cô gái xinh trong cùng một lúc. Đấy là tự nhiên của con người. Nhưng mà chúng ta thấy nhé, từ cái tự nhiên này ấy, Chúa sẽ tẻ trị như nào? Chúa sẽ tẻ trị trong cái tự nhiên của con người như thế nào? Vì trong đây cả trong cái phần trên này đấy, phần giữa phần trên đấy, thì không có nói gì đến Chúa hết. Nhưng mà chúng ta thấy có cái bàn tay của Chúa. Tại sao mà Jacob lại thương cái cô em mà lại không thương cô chị? Rồi chúng ta đọc sang phần sau thì chúng ta thấy là ông bố vợ này, tức là ông cậu của mình ấy, thì lại làm một cái trò là chuốc cho ông con rể lại say rượu vào ngày cưới, để cuối cùng thì ông con rể lại ngủ với người con gái cả trước. Đến khi thức dậy thì mới ớ người ra là ô, tại sao không phải là nàng ra trên mà mình yêu, mà lại là Lê A. Thì ông bố ông mới giải thích về phong tục đấy. Thực ra thì Jacob biết cái này, chứ không phải Jacob không biết. Nhưng bản thân Jacob cũng bỏ qua cái phong tục đó. Và cuối cùng thì ông bố bắt Jacob là phải chấp nhận cái phong tục đó. Chúng ta nhớ rằng cái phong tục này nó rất là quan trọng nhé. Cái phong tục ấy, điều này nó không có nghĩa rằng là ông ấy không thể gả cái người con gái cả cho một người anh chàng khác ở bên ngoài đâu. Không phải là không thể gả Lê A cho một anh chàng khác ở xóm già, xóm giềng của mình đâu, ở một nơi khác đâu, không phải như vậy đâu. Nhưng mà vì bản thân Jacob đã biết cái phong tục này, nhưng Jacob vẫn quyết định lấy người em, cho nên ông bố cũng phải quyết định theo phong tục đó là để cho cô con gái cả ngủ cùng với Jacob trước. Và họ, cái văn hóa của họ chấp nhận là một người đàn ông lấy hai người vợ, hai chị em ruột. Thì chúng ta thấy cái bàn tay của Chúa tể trị trên những cái sai của con người. Bản thân cái việc Jacob lừa anh trai của mình và lừa bố của mình để lấy quyền trưởng nam rất con người, nhưng mà Chúa vẫn tể trị. Rồi bản thân cái việc là Jacob phải ngủ với Lê A mà không phải ngủ với Rachel là người mình thương,
thì cũng nằm ở trong cái sự cho phép và tể trị của Chúa. Thì từ đây chúng ta mới thấy là Chúa làm mọi việc, Chúa luôn luôn tể trị ngay cả trong cái việc sai trái của con người. Anh chị em nghe tôi đọc tiếp từ câu 19 này. La-ban trả lời rằng thà cậu cả nó cho cháu hơn là cho một người khác hãy ở với cậu. Vậy Gia-cốp cả ra trên vì phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm chừng đôi ba bữa. Kế đó Gia-cốp nói cùng La-ban rằng hạn tôi 7 năm đã mãn đâu, xin cậu hãy giao vợ lại cho tôi đặng tôi đến gần cùng nàng. La-ban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc. Đến chiều tối bắt Lê-a con gái mình đưa cho Gia-cốp rồi chàng đến cùng nàng. La-ban lại cắt con đòi sinh ba theo hầu Lê-a con gái mình. Sáng bữa sau mới biết nàng là Lê-a thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì ra trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi vậy? La-ban đáp rằng phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị gả sau. Hãy ở với đứa này chọn một tuần đi rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Gia-cốp theo lời ở cùng Lê-a chọn một tuần rồi gả La-ban. Rồi La-ban gả ra trên con gái mình cho chàng và cắt con đòi Bila theo hầu ra trên con gái mình. Gia-cốp đi lại cùng ra trên thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét bèn cho nàng sanh sản còn ra trên lại son giả. Anh chị em suy nghĩ gì về câu kinh thánh này? Câu số 31. Tôi nghĩ là Chúa bênh vực kẻ yếu thế. Dạ. Còn gì nữa không ạ? Ngoài người khác, chúng ta suy nghĩ gì về câu kinh thánh này? Mục sư ơi, đấy là cái sự đối xử công bằng của Chúa đấy ạ. Đúng ạ. Đúng, rất công bằng trong đối với con cái Chúa. Yeah, công bằng tức là người không được thương thì lại có con, mà người được thương thì lại không có con. Dạ, yeah, xin mời anh chị em cứ chia sẻ. Dạ, yeah, con nghĩ là do cái phong tục thời đó, với lại là con nghĩ chắc Lê-a cũng phải thả lòng trong cái việc đó thì Chúa mới bù đắp cho bà bằng cái điều đó, là bà có con nhiều và được cái sự tôn trọng á. Chứ con nghĩ là ví dụ như thời của con bây giờ mà như vậy thì nó không phù hợp lắm. Nhưng có lẽ cũng là cái chương trình của Chúa, bởi vì là Lê-a thì nếu mà Gia-cốp lấy Lê-a mà sinh con thì mới sinh ra cái gì đấy, Giu-đa, đúng không ạ? Thì mới là cái dòng dõi sau này để sinh ra vua David rồi ra Chúa Giê-xu ạ. Đó là cái sự cái chương trình của Chúa, là cái sự lựa chọn của Chúa thôi. Xin mời người khác, anh em cứ chia sẻ đi, suy nghĩ của chúng ta là gì? Cái ấn tượng đầu tiên khi chúng ta đọc câu 31 này là Chúa thương và Chúa bênh vực cho kẻ yếu thế. À, đấy là ấn tượng đầu tiên phải không ạ? Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét bèn cho nàng sanh sản còn ra trên thì lại san sẻ. Okay, điều đầu tiên mà ấn tượng đầu tiên chúng ta đọc câu thánh này đó là Chúa thương xót những người yếu thế, điều đó rất tốt. Nhưng mà ngoài cái lòng thương xót đối với người yếu thế ra thì còn cái gì khác? Tại sao sự kiện nó lại xảy ra như này không? Có thể bản thân Gia-cốp cũng chưa hiểu hết. Ông La-ban thì có thể là chả hiểu cái gì. Bà Lê-a và bà Ra-chên cũng còn không hiểu được tại sao nó lại như thế. Tại sao mình lại son sẻ? Bà Lê-a là tại sao mình lại được sinh con nhỉ? Chúa thương mình quá nhỉ? Và đối với người thời này á, thì là họ đã có một cái niềm tin chung là cái người phụ nữ mà không thể sinh con là bị sự rủa xả rồi, không có khả năng sinh con. Cho nên chúng ta thấy rằng là sang cái đoạn sau ấy thì hai người này nó tìm mọi cách để cuối cùng là có con ấy. Tìm mọi cách để có con, thậm chí là ăn những cái thực phẩm để có thể là sinh con. Nhưng mà khi Chúa đã làm thì cái vấn đề đó là không phải là thực phẩm gì nữa. Vậy là Chúa cần cái gì nào? Lê-a cần con, Ra-chên cần con, nhưng mà Chúa cần 12 chi phái. Anh chị em hiểu chưa? Lê-a cần càng nhiều con càng tốt, Ra-chên cũng cần nhiều con càng tốt, nhưng mà Chúa không phải là cần con mà Chúa cần 12 chi phái. Để từ Gia-cốp phải sinh ra 12 người con để sinh ra 12 chi phái, và đấy là kế hoạch toàn hảo của Chúa được thiết lập từ trước buổi sáng thế.
là Gia-cốp phải có 12 người con để sinh ra 12 chi phái. Vì cái con số 12 rất là quan trọng nhé. Có 12 chi phái Israel và có 12 sứ đồ. Có 12 tháng trong một năm. Và bây giờ chúng ta có 12 giờ trong ban ngày và 12 giờ không phải bạn, tức là trong 24 giờ thì chia ra làm hai, là có 12 giờ này và 12 giờ kia. Con số 12 rất là quan trọng. Đặc biệt là 12 chi phái và 12 sứ đồ, nó con số nó có một cái sự tương ứng đó. Thì Chúa cần là cần cái con số 12, Chúa cần con số 12 mà bản thân Lê A cũng không biết tại sao, mà Ra Trên cũng không biết tại sao. Nhưng mà có bàn tay của Thiên Chúa đang vận hành để cuối cùng nó phải ra con số 12. Chúa để cho Lê A bị ghét và Chúa cũng cho phép Ra Trên bị son sẻ. Để cuối cùng sang đoạn sau thì anh chị em sẽ thấy nhé. Và Lê A thì đưa con hầu của mình cho Jacob để ngủ cùng, để sinh ra con. Ra Trên cũng như vậy. Trong cái văn hóa của họ đấy, giống như ông Abraham ấy, khi ông chủ ngủ với con hầu của bà chủ ấy, thì cái đứa con sinh ra là thuộc về bà chủ đấy. Nên khi Lê A đưa con hầu của mình để ngủ với chồng của mình ấy, thì cái đứa con sinh ra không phải thuộc về cái con đòi kia, mà thuộc về bà chủ đấy. Cho nên được coi là con của bà chủ. Nên chúng ta thấy được là cái việc mà ngay cái việc là ghen ghét nhau rồi sinh ra con, đoạn sau thì thấy hai chị em cạnh tranh nhau, tranh nhau một ông chồng. Đúng là cái câu thơ chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Chúng ta thấy cái cuộc chiến nó rất là gay go giữa hai người chị em này, tranh nhau một ông chồng. Cái việc của họ muốn là gì? Họ muốn có con và họ muốn tình thương của ông chồng đó. Và điều quan trọng hơn hết là một đứa con. Họ chưa nghĩ gì về việc giao ước đâu, bởi bản thân Lê A và Ra Trên đã hiểu qua về việc tham gia giao ước thôi. Chứ họ không có hiểu về giao ước nhiều giống như là Gia-cốp đâu. Gia-cốp là người hiểu rất rõ về cái giao ước của Chúa. Nhưng mà hai người này là người mà họ hàng. Họ khi mà lấy Gia-cốp thì Gia-cốp tôi tin rằng là có nói về vấn đề giao ước cho Lê A và Ra Trên. Nhưng mà cái sự hiểu biết của họ về giao ước chỉ ở một mức độ giới hạn thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái đoạn sau nhé, để chúng ta sẽ thấy rằng là về sau là có 12 người con. Thế thì cái người con mà sinh ra Giuđa, cái người sinh ra Giuđa mà từ đó sinh ra Chúa Giê-xu là ai? Người mẹ đó là ai? Anh chị em đọc lướt hộ tôi trong đoạn nào có nói người vợ nào sinh ra Giuđa? Lê A một chưa ạ? Câu số bao nhiêu? Không nhớ, chưa tìm ra chữ bé quá. Đem về đăng dâm phần trên nữa cơ. Khi chúng ta học Kinh Thánh là chúng ta phải đào sâu như vậy để chúng ta hiểu cái cốc rễ của bạn, của vấn đề tại sao nó lại xảy ra như vậy. Dạ, giữa xưa ơi. Dạ. Lê sinh ra Giuđa ở đoạn câu cuối cùng của đoạn trước đó mục sư. À, câu cuối cùng của đoạn 29 phải không? Dạ. Câu 35 này, đúng rồi. Nàng thọ thai nữa sanh một con trai và nói rằng lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va vì cưới đặt tên là Giuđa. Trong số 12 người con trai, xin lỗi, đúng rồi, 12 người con trai của Gia-cốp. Thế Gia-cốp có con gái hay không? Anh chị em. Có một thì cả. Có một đấy mục sư. Có một mà dạ. Sau này là bị thì kiểu như là bị cái gì đấy, đi đến cái làng nào cái vùng nào xong là bị cái đằng cái dân khác nó bắt đầu nói đấy ạ. Một đứa con gái. Như vậy, như là tôi nói lại nhé, giống như Adam có con gái hay không? Kinh Thánh không có nói Adam sinh ra con gái, nhưng không nghĩa là có con gái. Thì Kinh Thánh chỉ ghi lại những cái gì liên quan tới câu chuyện, đặc biệt là liên quan tới dân Israel và dân giao ước, còn liên quan tới Chúa Giê-xu thôi, chứ không Kinh Thánh không ghi lại hết tất cả các chi tiết. Thế có người thắc mắc hỏi tại sao mà Kinh Thánh không ghi có Adam sinh ra con gái mà lại có đẻ ra những người con khác nữa. Lấy đâu ra con gái để mà lấy vợ? Thì Kinh Thánh không ghi tất cả đâu, giống như trong gia đình của các cái nhân vật này cũng thế thôi. Bây giờ chúng ta thấy nhé. Từ Gia-cốp này ngủ với Lê-a thì sinh ra Giuđa, và từ Giuđa thì sinh ra dòng giống của nhà vua và sinh ra Chúa Cứu Thế. Cho nên Lê-a là người bị ghét mà lại sinh ra một nhân vật tên là Giuđa, và sinh ra dòng giống của các đời vua và sinh ra Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ điều này chúng ta học được điều gì trong cái cách làm việc của Chúa và trong cái chương trình của Chúa? Quý vị nghĩ Lê-a tổn thương không? Rất tổn thương. Ông bố bắt mình ngủ cùng với người mà thương em gái mình. Lúc đầu
Jacob không thương Lê-a một chút nào hết. Cái điều đấy đã làm cho Lê-a rất tổn thương. Như vậy là Chúa sẽ Chúa tẩy trị trên mọi sự, cả cái tốt cái xấu. Ví dụ chẳng hạn như là chẳng hạn như cái trường hợp mà Jacob mà có ngủ với Lê-a, mà cái người mà mình không yêu, mà chẳng rõ ràng là Jacob sống trong cùng một gia đình, rõ ràng là cái sự cảm nhận, ngay cả cái việc là Jacob ngủ với Lê-a mà không nhận ra đó là Lê-a, mà nghĩ rằng ra trên, đó cũng là một cái điều vô lý. Nhưng mà chắc chắn rằng đây là cái sự tài trị của Chúa, và Chúa cho phép cái điều đấy thì mới như thế được. Chứ còn bởi vì là một người không yêu nhau mà nếu mà đã chạm đến nhau đã cảm thấy có một cái gì đã là khác thường rồi, đúng không? Nhưng mà xin lỗi cắt ngang, nhưng mà đây là trong cái phân đoạn này có giải thích là ông bố ông chuốc cho ông con rể uống rượu say, không có nhận thức được nữa rồi, cho nên ngủ với Lê-a mà không có biết đó là Lê-a, cứ tưởng là Ra-chên say rượu lắm, say rất là nhiều, không biết gì được. Thế để có tình huống là uống rượu thì đúng là cũng khó thật. Nhưng mà cũng chắc chắn là nhưng mà đến khi mà ông ấy tỉnh thì ông ấy phải nhận ra chứ. Đến mai, ngày mai đến là tỉnh ra thì kiểu như là sáng rõ ra thì ông mới nhận ra thì cũng vô lý. Dạ, Kinh Thánh có nói rằng là khi tỉnh thì ông ấy biết điều đấy và ông không trách ông bố vợ. Tại sao chuyện này xảy ra thì ông bố vợ mới giải thích rằng là vì là phong tục ở đây là phải chị phải đi trước chứ không phải em đi trước. Thì ông ấy biện hộ như thế đấy. Và ông kia ông bảo nếu vậy thì cũng phải chấp nhận đây, làm nào thế bây giờ, thế thì tôi sẽ phải lấy cái người tôi thương. Ông bảo thế thì phải ở thêm 7 năm nữa. Nhưng mà chúng ta có thấy rằng là từ một điều không tốt đẹp nó sản sinh ra những điều tốt đẹp không ạ? Cảm ơn Chúa, đúng thế thật. Từ việc Jacob chạy trốn anh là việc không tốt đẹp rồi, vì lừa anh, lừa bố để cuối cùng nhận được giao ước mà phải chạy mất mạng ấy, để cuối cùng được vợ. Được vợ đây không phải chỉ vấn đề được vợ đâu, nhưng mà về mặt tự nhiên là được vợ, được con, nhưng về mặt thuộc linh là được sản sinh ra 12 chi phái. Chúng ta thấy từ điều không tốt đẹp sản sinh điều tốt đẹp không ạ? Rồi về phía Lê-a là người bị ghét, nhưng mà lại sản sinh ra Giu-đa, là người sinh ra dòng giống của các vị vua, và là người sản sinh ra Chúa Giê-xu, Chúa Cứu Thế Giê-xu, và sinh ra Hội Thánh. Thì chúng ta thấy từ điều không tốt đẹp lại sản sinh ra điều tốt đẹp không? Amen. Và từ đó chúng ta thấy rằng là nếu như mình là Lê-a thì hãy cảm tạ ơn Chúa, cứ tiếp tục ở trong sự tốt đẹp của Chúa, trong tình yêu thương, trong ơn điển của Chúa, trung tín với Chúa, bám chặt vào giao ước, và rồi đến một lúc chúng ta sẽ sản sinh ra Giu-đa, mang ý nghĩa thuộc linh. Những điều tốt đẹp sẽ sản sinh ra từ mỗi một chúng ta nếu chúng ta cứ tiếp tục ở trong giao ước của Chúa, được gắn với giao ước của Chúa, ở trong giao ước của Chúa. Mặc dù Lê-a cũng chưa hiểu chút gì hết về việc này, bà cũng chỉ nghe được ông chồng kể là dòng dõi của anh theo có giao ước đối với Chúa, nhận từ Abraham và sinh ra là dòng giống đừng như sao trên trời, như cát dưới biển, như vậy thôi. Bà đâu có hiểu hết, bà còn cạnh tranh với cả em của mình, rồi hai chị em tranh giành nhau ông chồng, và rất là nhiều cái căng thẳng diễn ra trong gia đình, đến nỗi mà phải đưa cả người đòi, con đòi của mình cho ông chồng ngủ, để cuối cùng để sinh ra con, để cuối cùng là tranh giành cái sự thương yêu của ông chồng. Nhưng mà Chúa vẫn để trị trên tất cả những cái chuyện như vậy mà, những cái chuyện rất đời thường của con người, Chúa vẫn để trị với cho phép, để cuối cùng thì sinh ra 12 tộc trưởng và sinh ra 12 chi phái, và đặc biệt là Lê-a lại được đặc ân để sinh ra Giu-đa, và từ Giu-đa thì sinh ra Chúa Giê-xu. Cho nên con người ghét không quan trọng, chúng ta càng bị người đời ghét vì sự công chính, vì lẽ phải, thì chúng ta càng được Chúa thương và càng được Chúa ban ơn nhiều hơn. Trong số những người mà được coi là vợ của Jacob thì Lê-a là người, đối với cá nhân tôi, là người được ân điển hơn hết vì sinh ra Giu-đa. Vì những người khác thì sinh ra như 11 người con khác thì đều tốt đẹp hết, đều được ân điển của Chúa tham gia vào trong giao ước. Tuy nhiên duy nhất dòng giống của Lê-a thì mới sinh ra các đời vua và sinh ra Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên từ trong cái điều không tốt đẹp lại sản sinh ra điều tốt đẹp, và chúng ta biết được ân điển và sự tốt lành của Chúa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn luôn tạ ơn Chúa. Bị người ta ghét, bị người ta hiểu lầm, bị người ta nói xấu, bị người ta chê bai, cảm tạ ơn Chúa hết,
Chúng ta luôn luôn cảm tạ ơn Chúa vì luôn luôn Chúa dùng những cái điều, cả những cái điều không tốt để sản sinh những điều tốt cho cuộc đời của chúng ta. Amen. Có ai muốn chia sẻ thêm một điều gì, cái bài học mà quý vị nhận được qua cái đoạn Kinh Thánh này không? Nếu không thì chúng ta sẽ cầu nguyện nhé. Cầu nguyện cho bài học. Để xin Chúa giúp chúng ta nhớ bài học mà hiểu sâu và cầu nguyện. Nếu mà anh chị em nào mà than thân trách phận để sao chồng bỏ chồng chê, sao vợ bỏ vợ chê, sao con của mình lại sinh ra mà nó lại ngỗ nghịch, thương chăm sóc nó rồi cuối cùng nó lại trở nên ngỗ nghịch, nó chống nghịch lại mình. Rồi những người, những đứa con thuộc linh, những người bạn thuộc linh mình giúp đỡ 30 năm quay lại nó chống nghịch mình, họ lại phỉ báng mình, họ lại phản bội mình. Mình nếu mà mình trách mình ấy, thì đến thời điểm chúng ta không trách nữa, mình cảm tạ ơn Chúa đi. Đang này cảm tạ ơn Chúa về tất cả điều đó, vì những điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Amen. Mỗi người chúng ta dành đôi lời cầu nguyện cho cái bài học này. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Để ủng hộ cho việc đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.